Bữa đó Sonon của chưa anh về các bạn ha. Lần nào em muốn quay là cũng tối thui tối hù hết rồi. Mấy chậu với ruby thái nè, bây giờ đã lớn dần rồi. Đây, cây gốc lớn đùng nè. Có ai muốn thu thập em này không thì mình để cho giá hữu nghị nha cô chú anh chị. Đây cây lớn, cây loại dạng cao to bự á. Ồ, trước hết là em cảm ơn cô chú anh chị và mọi người đã ủng hộ cái chương trình làm từ thiện cho những em nhỏ đó mọi người. Mồ côi do bị ảnh hưởng bởi bão lụt miền Bắc á, sạt lở đồ á, thì chị Kim với Châu với lại một số cô chú anh chị là khách hàng của chị Kim Lê Garden là anh và anh Dũng đã ủng hộ được một số tiền khá khá mọi người, khoảng trên 2.000 đô chỉ sau một đêm này. Rồi chị Kim trực tiếp gửi về nhờ em của chị mua những phần quà khoảng 350 tới 400 phần mọi người, rồi cho thêm 200 đồng nữa tại cây của anh Dũng á, em bán được cuối cùng cho thêm 200 đồng cho những làm thành những phần quà cho những bé bị hiểm nghèo á. Chỉ có một vài bé nên 200 đồng nó cũng đáng kể nha mọi người. Thì chị Kim với Châu á, là làm ngay buổi tối đó là các em được những phần quà, được hưởng niềm vui của Trung Thu nha mọi người. Có chút niềm vui nho nhỏ thì Châu cũng để hình ảnh đó chia sẻ lại trên màn hình đó cô chú anh chị. Thì thấy lũ lụt tai ương, thấy nhiều hoàn cảnh gia đình tội quá đi. Thấy hồi sáng này á, coi một cái video clip của cái đài BBC á, cho xem á, là ở cái cầu quên tên rồi, hình như là cháu quên tên, hình như là Phú Châu hả là gì đó, ở Lào Cai á, bị ảnh hưởng bởi sạt lở á mọi người. Thì xe đang đi trên cầu á, thì bất thình lình nó gãy tất cả những cái nhịp chính giữa luôn, rồi làm cho 13 người bị trôi dạt mất tích, và cuối cùng hình như là cũng cũng không tìm được thấy xác, nhưng mà cũng mất luôn mọi người ơi. Thì cũng cứu được có vài người trong đó à. Thấy những hoàn cảnh rất là tội nghiệp. Rồi theo thống kê á, thì cho thời điểm hiện tại con số mà bị thương vong á, bị chết do lũ lụt á, đã lên tới hơn 300 người rồi mọi người. Thật thật là kinh khủng luôn. Cái cơn bão Yagi này ảnh hưởng nhiều quá. Mình thấy không phải, mặc dù là không phải là ảnh hưởng miền Nam, Châu sinh ra lớn lên miền Nam, nhưng mà thấy những cảnh tội nên cố gắng quyên được tiền từ thiện càng nhiều càng tốt, giúp được cái gì hay cái đó ha. Thì bữa trước á, Châu cũng là gửi trước cho chị Kim 300 đặng làm ngay lập tức, tại vì Châu không có biết cô chú anh chị có ủng hộ mua cây không. Rồi sau đó thì cô chú anh chị đã mua, thì cái số tiền đó đã tăng tăng lên, thì Châu sẽ đóng góp những cái phần như mà Châu đã nói trên video lần vừa rồi đó. Thì nếu dư ra thì đóng góp cho những chương trình từ thiện khác nha cô chú anh chị. Tiền từ thiện mà làm từ cái tâm mọi người, thì có vài trăm, 300, 500, 1.000 mình ăn cũng hết mọi người. Nhưng mà đối với những người á, có hoàn cảnh khó khăn á, bị thiên tai lũ lụt này, số tiền mình đóng góp nho nhỏ đó, một giấy tinh thần, một miếng khi một miếng khi đói và một gói khi no, thì hình như là vậy mọi người. Thì họ cũng vui lắm mọi người. Thì thí dụ mà người ta đang đói á, mình ủng hộ cho người ta thùng mì gói vẫn vui hơn là cho người ta ăn cơm ngon lúc người ta không cần tới mọi người. Nên Châu cảm ơn cô chú anh chị đã chung tay ủng hộ với Châu để làm chương trình từ thiện này nha mọi người. Và cảm ơn chị Kim Lê luôn đã đài thọ, cũng giống như là cho biết những cái quỹ nào để làm từ thiện, rồi anh em người nhà lái xe trực tiếp ra gửi những món quà tận tay cho tới những trẻ em, những bé cần, là nó thực tế hơn mọi người, không có thông qua một cái tổ chức từ thiện nào. Tại vì nếu mình thông qua, mình không phải ý nghĩ là ác gì, thì mình cũng không biết 100% là cái tổ chức đó sẽ quản lý tiền thế nào, ai làm, người người A làm, người A truyền cho người B, người B truyền cho người C, cuối cùng á nó vẫn không có tốt bằng mình tự tay mình đưa những gói quà cho những người khó khăn, có hoàn cảnh đáng thương cần cần sự giúp đỡ nha mọi người. Ok, thì tóm lại là hôm nay cảm thấy vui tại vì tiền mình đóng góp. Ok,
vài trăm, năm 500, hơn 500 thì sẽ đến được tay những người nào cần thì mình cảm thấy vui nha mọi người. Ok, bây giờ là quyên quỹ từ thiện xong, bây giờ mình cũng có một số cây trong vườn thì mình cũng muốn để lại cho cô chú anh chị nha, với giá mà phải chăng hợp lý nhất nha mọi người, tại vì Châu thấy mọi người thích trồng những cái giống mà ngon hiếm dễ trồng ở Cali á, mà có năng suất, thì Châu cũng mua về một ít rồi chia sẻ cho cô chú anh chị nha. Nếu mà cô chú anh chị thích cây á, thì ủng hộ, còn không thì không sao nha mọi người. Thì Châu thích sưu tầm cây mà có thêm hả, có bớt đi trong vườn nó cũng vui. Không phải là mua về đóng để bán đâu, nhưng mà là cũng như là sưu tầm mọi người, có nhiều những thứ vui hơn là thiếu nha cô chú anh chị. Thì có nhiều khi á, giống như shopping vậy, mình dung tay quá chán, mình mua tùm lum tà le hết, cuối cùng mình cũng phải muốn chia lại mọi người, bán lại hay là làm cái nào đó đặng cho nó clean up bớt nha mọi người. Ok, thì trước hết á, Châu có 5 cây ổi. Ổi này là ổi gì? Ổi thái vuông không hạt, đúng chỉnh gốc của Cali Phục Nha nha mọi người. Cái lá nó giống như là lá Taiwanese seedless, ổi Taiwan không hạt, lá rất là bự và phía đầu lá nó nhọn ra nè cô chú anh chị, nó nhọn ra vậy nè, đây nhọn ra, đây nhọn ra nè. Nó khác với ổi thái lê không hạt của Florida. Thái lê không hạt là cái dạng lá nhỏ mà dài nha mọi người. Đặc điểm của thái vuông không hạt là nó đã được thuần ở khí hậu Cali Phục Nha và thích hợp trồng ở Cali, Nam Cali mình, rất là sai trái nha mọi người. Trái lớn như lon coca, rất là sai trái, nó sai trái hơn ổi thái ruby nhiều nha mọi người, và nó ăn rất là ngon luôn. Cái nhược điểm duy nhất của nó là có thể nhiều người không có thích cái ruột màu trắng, thì nó là ruột màu trắng, trái rất là lớn nhưng mà ruột màu trắng, lớn như lon coca luôn mà ruột màu trắng, và nó cây á, nếu mà biết quan tâm chăm sóc kỹ thì nó tốt, còn nếu mà không biết quan tâm chăm sóc thì mùa đông nó không phát triển mạnh như thái ruby nha mọi người. Tại vì như mọi người biết, cái thái ruby nó dễ phát triển, dễ lai tạo, nó lớn rất là nhanh, nên giá trị của nó có thể mà mất giá, nó rớt giá cũng nhanh. Còn thái vuông không hạt á, mình thấy nó lớn chậm, ít chiết được cây giống lắm mọi người. Thì hôm nay những cái hàng này nè, mình lấy được một mớ hàng cực kỳ đẹp luôn, mà hàng này là hàng cây chiết nha mọi người, hàng jean nha, cây chiết chứ không phải là cây ghép áp cành vào cái thân gốc ổi xá lị này nọ. Thì nếu mà cô chú anh chị ngại nó sau này nó không đúng giống á, hay là nếu mà nó mọc mấy cái sắc cờ á, ở dưới gốc lên mà không phải là cái giống ổi thái vuông không hạt này, thì cây chiết cành như thế này là một sự lựa chọn rất là thích hợp luôn nha cô chú anh chị. Thì là mình cây này là cây jean, cây nguyên thủy, cây gốc căn bản. Và giá cả Châu đưa ra rất là hợp lý, nên cô chú anh chị cũng khỏi phải lo luôn. Thì Châu có 5 cây như thế này đây. Mỗi cây á, gốc á, lớn hơn con chỏ. Ok, nhỏ nhất á, là lớn hơn con chỏ, là cây này là lớn nhất á, là to hơn ngón tay cái nha mọi người. Đây, cây này là cây lớn nhất nè, cây lớn nhất mà nhiều tàn nhánh lắm, mà bông hoa tùm lum. Ok, cây này là cây bự nhất trong cái đám này nè. Đây, và chiếc đã lâu rồi nó mới búng mầm non này ra. Chiếc xuống đất khoảng 3 tháng rồi mọi người, nên nó búng đọt non, đồ mầm non ra tốt nha. Mới chia sẻ lại vài cây như thế này nè, cây nhỏ mà nó đậu trái nhiều nè. Đây, hoa nè. Đây. Đây. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Thì mỗi cây như thế này đây á, thì giá của nó từ 150 tới 200 nha. Cây lớn nhất như thế này đây cho muốn để lại 200 nha mọi người. Đây. Thì ổi thái vuông không hạt á, nếu mà kiếm cái cây mà chuẩn thái vuông không hạt á, mà nó bự cao to như thế này đây á, mà bông trái đồ á, giá của nó mình guarantee luôn là nó hơn cái giá này nè mọi người. Tại mình lấy được giá tốt á, mình để lại giá tốt. Bông đồ cây này lớn, cây này sẵn sàng vô chậu 15 gallon cho nó, 20 gallon cho nó phát triển tốt nha mọi người. Thì cây này nếu mà là trồng thêm vài tháng nữa mà nó lớn hơn cái gốc lớn rưỡi này nè, thì cô chú biết rồi, cái giá của nó có thể dao động từ 300 tới 400, và đồng ý là nó có trái, nhưng mà mình thấy những cái cây trong chậu 15 gallon á mà chưa cao bằng gì nữa là giá của nó đã như thế đó rồi nha cô chú chị. Những cây này là những cây chiết hoàn toàn, cây nguyên thủy từ những cây thái vuông không hạt lớn, từ ba cây thái vuông không hạt lớn nha mọi người. Để chiết ra những cái cành như thế này đây á, thì người ta phải hy sinh cái ba cái cây lớn của người ta nha. Cô chú anh chị có thái vuông không hạt mà cây mà dạng trung trung luôn cũng không có chiết được những cái cành lớn như thế này đâu nha.
thì do không chiết được, có người ta mới lấy những cái mắt này người ta ghép ghép vào những cây ổi xá lị hay những cây ổi mễ rồi chẳng hạn. Còn còn nếu mà thái vuông á mà chiết được những nhánh dài, có nghĩa là chiết từ cái cây gốc cây mẹ rất là già, rất là lâu năm tuổi, nên cô chú anh chị khỏi phải lo nha mọi người. Thì cây này là cây dạng nhỏ hơn nè cô chú, nhỏ nhất trong cái đám này mà cũng đang có trái, đang có bông. Thì cây này á thì Châu để là 150 nha. Thì do cái gốc của nó đó, size nào thì giá đó. Còn cái cây này cây lớn nhất nè, cây lớn nhất quá trời hoa luôn, quá trời tược non luôn, là 200 đồng nha cô chú anh chị. Đó, hàng này hàng hiệu nên giá của nó là nó hơi khác nha cô chú anh chị. Cái này nè, cây này gốc như ngón tay trỏ, cũng nhiều tàn nhánh xum xê, cây cao khoảng 5 feet, bông hoa tược non. Cây này á thì cây thứ ba này Châu để 160 đồng cô chú anh chị. Rồi cây thứ tư này, cây thứ tư này cũng xum xê mà cao hơn cây kia một chút, thì 170 đồng. Còn cây này cũng 170 đồng luôn. Cây thứ năm, tại vì nó có nhiều hoa, và cây thứ năm này nó lùng hơn cây này thì lấy 160 thôi cô chú anh chị. Rồi 160 thôi. Rồi thì tóm lại là có hai cây 160, hai cây 160, một cây 170, một cây 200. 200 cây bự nhất. Gốc nè, đầy rễ luôn nha cô chú anh chị. Gốc nè, gốc ngón tay cái hơn á, đặt rễ luôn. Rễ mạnh khỏe nó mới ra tuột non quá trời nè. Đây nè. Hoa đồ nè. Cái này là dư sức đậu trái rồi. Một đặc điểm nữa là cây chiết á cô chú anh chị, nó đậu rất là nhiều trái và sai trái nha. Đó. Nhưng mà mình mùa đông á, mình thắt khe nó kỹ một chút, mình thái vuông không hạt á thì nó hơi sợ lạnh, thì đem nó vào những cái gần nhà đó. Tại vì cái này trồng chậu nó cho trái cũng rất là nhiều. Thì Châu có làm một vài video năm ngoái đó, một cái cây thái vuông không hạt mà trồng chậu thôi mà ăn trái rất là nhiều luôn nha mọi người. Thì kéo nó vào patio gần nhà hay là gần những cây lớn thì cô chú anh chị khỏi phải lo, nó cũng không có bị chết nhánh chết cành gì đâu. Vì cây này những cây này cũng cây size to nữa, nên cô chú anh chị cũng không có cần ngại đâu nha, nó không có sợ mấy đâu. Ok, 200, 150 em lùng này đang có trái, em lùng đang có trái thì 150. 170 đồng em cao này, và 160 đồng em này, và 160 đồng em này. Rồi, một em 150, hai em 160, một em 170 và một em 200 đồng nha mọi người. Rồi xong, cũng có những cây này là cây đẹp nhất mình có thể đã mua về và chia sẻ được với cô chú anh chị thôi. Rồi còn nếu không lắc kỳ không bán được thì trồng một bầy này ra luôn, xuống đất năm sau là bán ổi ăn luôn. Giỡn hay nha người chú anh chị. Nói về ổi, cây thấy ruby không hạt của mình đã trái, nó bắt đầu chín đây nè cô chú anh chị. Đó, bữa nó nắng quá nó cũng vàng vàng, bẻ ra ăn luôn nha. Mặc dù cái này còn sống nhưng mà mình nghĩ ăn ngon nha cô chú anh chị. Ăn luôn. Cây này là một cây mình ghép nè, cây mình ghép vô cây ổi xá lị nè, mà nó xum xê nó phát triển ghê lắm. Bẻ ra ăn luôn nha. Review trực tiếp luôn. Ok, mời cô chú anh chị. Giòn ngọt, không hạt, ăn sớm quá hơi chua chua. Ngon nha. Thấy ruby đầu mùa. Khá ok. Nhưng mà trái thái ruby nó nhỏ hơn thái vuông nha cô chú anh chị. Thái vuông nó cái gen của nó tựa như nữ hoàng vậy á. Cây mặc dù là không có lớn bự sự mà trái nó bự lắm mọi người. Quá lạ. Mình thích ăn ổi không hạt á. Khỏi phải tách cái hạt ra mọi người. Quá đã, quá giòn. Ok mọi người, còn đây là cái hàng tùm lum, vừa của mình vừa của bạn mình gửi bán nha mọi người. Thì thứ nhất là mình có ba cây
ba cây mãn cầu hoàng hậu nha mọi người, PPC Artemisia trong chậu 15 galon, rất là đẹp, rất là xum xê luôn nha. Cái này bây giờ kali nhiều người nói trồng nó có trái ăn mà không bị nứt rồi mọi người, tại khí hậu kali bắt đầu nó nóng lên á, trái nó bớt nứt so với mấy cái năm về trước nên trồng ok. Mà trái hoàng hậu nếu mà trồng nó không bị nứt cái ăn cực kỳ ngon nha cô chú anh chị. Hồi xưa nó mới ra cái giống PPC á, người ta mua sai ảnh không á, hình như là bán cả trăm đồng một hai khúc sai ảnh ở trên eBay nha cô chú anh chị, năm 2018 á, khi mình coi trên eBay á nó rất là mắc. Giờ từ từ á nó giảm giá xuống tại do có nhiều loại mãn cầu khác, nhưng mà đặc tính nổi trội của nó, cây nhìn đẹp, lá đẹp mà trái ngon á, trái nhìn đẹp ngon á, thì PPC á lúc nào cũng ăn ngon hết nha mọi người, mà vẫn làm nhiều người mê mẩn nha. Cái giống này trồng ở Thái hay là trồng ở Việt Nam hay là trồng ở Florida đó, được trái ăn á, rất là nhiều người thích nha, và được đem bán ở những cái siêu thị ở Florida giá rất là cao. Ok, thì cây này theo mình thấy trồng ở Cali vẫn được, nếu mà giữ ấm cho nó chút, trái không bị nứt, đừng có cho nước vô nó nhiều khi mùa mưa lạnh đó mọi người, thì nó trái nó không bị nứt. Ok, thì mình có ba cây và giá mình để lại cũng hết sức đặc biệt luôn nha cô chú anh chị. Ba cây PPC này nè, cây này có hoa luôn nha, mình không có chấm nha. Đây, nó cao khoảng 3,5 feet được thôi. Mỗi một cây PPC như thế này mình để là 100 đồng thôi cô chú anh chị. 100 đồng. Cây này tính để 101 nhưng mà để 100 đồng luôn cho vui. Còn cây này á thì mình tính thêm 10 đồng nữa. 10 đồng nữa thôi 101, tại vì sao vậy? Tại vì nó là hai cây nha mọi người, nó là cây PPC một cây và một cây là Gesner nha. Cô chú về thấy cái do thái xanh đậu trái chưa? Đậu trái bự bự nè. Đây. Ai thích cây lùng lùng, cây này quá tuyệt vời luôn. Bỏ xuống đất thì nó xòe ra. Cái này thì dáng lùng lùng nè. Quá đẹp luôn. PPC thì có bông tùm lum. Hoàng hậu thì có bông tùm lum. Còn Gesner thì đậu trái rồi. Rồi đã cơi quá trời bông luôn, hoàng hậu nó quá trời bông luôn nè mọi người. Nè. Ở dưới nách lá nè. Tạo. Đây. Rồi ba cây, cây này cũng đẹp hết. Cây hai giống thì lấy thêm 10 đồng 101. Còn cây một giống này thì lấy 100 thôi. Trong chậu 15 galon luôn, cô chú anh chị chỉ về trồng thôi, không phải thay chậu gì hết nha. Người ta bán thường ta bán chậu 2 galon, 3 galon, nhưng mà cái này chậu 15 galon luôn. Rồi khỏi tốn tiền đất, tiền chậu nữa. Rồi. Mà cây cũng đẹp, khỏe nữa. 100 đồng cây, 100 đồng, 100 đồng. Cây hai giống hai gốc. Nó là hai cây chứ phải một cây. Thí dụ cô chú anh chị thấy hai cái cây chà bá ở phía dưới này nó lên gì nè. Là nó hai giống nha mọi người. Là hai cây chứ phải ăn cây. Là thêm 10 đồng nữa 101 thôi. Ok, rồi. Còn cái đống này là một phần của mình, một phần của bạn mình, tại bạn mình gửi vài cây thì bữa, nhưng mà phần lớn là của mình nha. Cái đây là mãn cầu gì? Đây là mãn cầu SSA nha, Special Sugar Apple. Trái của nó ăn rất là ngon nha. Thì 2 năm về trước á, SSA á, không tới 2 năm, khoảng 5 rưỡi về trước, SSA á, là mắc nhất trong đám mãn cầu nha. Tại vì cái trái nó đẹp, độ dai ngọt và thơm nha. Nó có vị của trái na, rất là nhiều vị của trái na. Bởi vậy người ta mới đặt tên cho nó là Special Sugar Apple, là một loại mãn cầu na đặc biệt. Và đặc tính của nó là cây dễ trồng. Tại vì cây ghép dùng gốc mãn cầu Dr. White Cherry Moya, mãn cầu mễ nha. Cây nó dễ trồng, nó mau phát triển, nó dễ có hoa, dễ đậu trái nha. Mấy cây này là mấy cây ghép tháng 1 năm nay, nó có hoa rồi, nhưng mà mình không cho đậu trái, tại vì mình muốn nó phát triển thân nha mọi người. Thân nhánh cành đồ cho nó lớn lên thì năm sau nó sẽ nuôi trái được lớn và ngon hơn, có chất lượng hơn. Thì cây này nhịn mùa đầu tiên mùa ghép nha, rồi mùa sau nó sẽ phát triển sum xê. Cô chú anh chị ghép cây mùa đầu tiên không khi nào mà ăn cái trái có chất lượng hết. Châu khuyên cô chú anh chị nên bỏ cái trái mùa đầu đi, tập trung nuôi nhánh nuôi thân thôi, và mùa thứ sau á thì mình ăn trái của nó. Cái lá của SSA thì nhìn rất là đặc trưng rồi. Lá bự mà nổi gân nù lên, mà có nhiều cái cũng như là cái texture nè. Lá của nó đặc biệt khác so với những cái mãn cầu khác luôn nha mọi người. Đó. Lá dày mà gân guốc mà lớn nha. Đây, lá. Đây. Lá SSA. Thì ở đây Châu có khoảng mười mấy cây đó, 15 cây á. Thì cô chú anh chị nào mà muốn
mua về để trồng làm vườn hay là mua về chia sẻ lại thì cũng có giá đặc biệt nha. Còn nếu mà mua từng cây thì tùy theo gốc nha mọi người, thì cái gốc nhỏ nhỏ nhất á, cỡ như thế này á, thì Châu để lại 100 đồng nha. Nói nhỏ cũng không nhỏ đâu, lớn như ngón chân cái vậy. Cây cao to khỏe đẹp nè. Oh goodness, có lộn một cây này bán 100 ta. Ok, lỡ nói rồi, 100 luôn nha mọi người. Ok, cái nhỏ nhất là 100 mà gốc bự đẹp á là 130 đồng nha mọi người. Tại vì có những cái cây cái gốc lớn lắm thì gốc lớn á nó mất công sức thời gian nha cô chú anh chị. Như gốc thế này nè, mặc dù thêm 30 đồng 130 nhưng mà nó chất lượng nha. Bằng một ngón chân cái rưỡi á mà cây bự xum xê nha. Đây 130. Cái này á thì mình không biết. Cái này chắc 101 nha cô chú anh chị. Đây. Không, cái này 100 luôn, tại vì nó không có cao bằng. Thì giá là cô chú anh chị cứ nói là muốn thích cái cây nào giá nào là mình đưa ra thôi mọi người. Chứ mấy cây này cũng ngang ngang với nhau à. Cây này gốc cũng bự nè. Cây này thì bán 120 nha mọi người. Đây. Thì đó, theo mình đó thì bỏ thêm vài chục đồng, tại vì vài chục đồng ăn tô phở cũng hết. À, là ăn ổ bánh mì, uống ly cà phê cũng hết. Thì được cái cây lớn nhất nha, 130 là cây lớn nhất. Còn cây nhỏ nhất thà là 100 nha mọi người. Đó. Thì nhỏ nhỏ như thế này. Cái này nhỏ thì mình cũng ghét không thể bán luôn, tại vì nhỏ bán kỳ lắm. Đó. Bán những cây mà vừa phải thôi. Đây nè, cây này cũng đẹp nè. Cây này thì chắc 101 á. Nói chung thì giá cả dao động từ 100 tới 130 cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà mấy cái này nặng lắm nha mọi người, chậu 15 ga lông thì ai ví dụ mà pick up được Sen Eagle thì pick up. Còn nếu mà kêu Châu ship lên thì Châu phải lấy thêm 10 đồng 20 đồng tiền tiền rinh đó mọi người, mệt lắm, nặng. Tại vì mấy cái này chậu này nặng lắm. Đó. Còn ai có nhu cầu mà lấy nhiều cây để về để dành làm giống hay để trồng hay chia sẻ lại thì alo mình luôn nha. Là những cây này gốc đẹp không nè. Cây gốc lớn bự nè. Kiếm ra cái lứa này cũng khó. Tại vì cho dù cô chú anh chị ghép thành công năm sau đi nữa phải nhịn năm mới có trái ăn. Những cây này á, thì năm sau á, thì nó có trái ăn rồi. Super Bombi hay là SSA á, ăn rất là ngon nha cô chú anh chị. Đó. Thì nhiều người hỏi Sihanouk ăn thế nào so với nó, thì cá nhân thì mình thích Sihanouk hơn. Cũng có nhiều người á, lại thích Super Bombi hay là SSA nha mọi người, tùy theo cái khẩu vị. Nếu mà ai mà thích mà dai ngọt mà nó thơm thơm mùi na đó, mà cái vỏ tách 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 bóc ra được á, thì cái thằng Super Bombi này là một sự lựa chọn rất là good luôn. Nè, cây này là 130 tại vì nó quá bự nè, mà nó quá phát triển nè, tàn nhánh xum xê mà gốc to nè, đây nhiều nhánh nè. Đó. Còn nói thiệt cây chăm chắc mình có chừng 1-2 cây trong đám này, tại mấy cây này nó đều nhau hết đó nha cô chú anh chị. Nó đều với nhau hết. Đó. Cây nhỏ nhỏ này thì cũng có thể bán 100 tại vì nó nhỏ hơn chút nha. Còn phần còn lại là từ 120 tới 130 nha mọi người. Rồi đó, có được mười mấy cây mãng cầu SSA. Còn cái lứa này mà để năm sau á vô chậu 20 ga lông á chấm đậu trái một cây được 5-6 trái ăn là quá chất luôn nha mọi người. Rồi, SSA có nhiều sự lựa chọn, cây đẹp, khỏe. Đó. Tược non, đọt non, cành nhánh xum xê. Nó đã có bông rồi nhưng mà hồi bữa nắng quá nó rớt, với lại mình cũng không quan tâm nó có bông nữa tại vì nhịn một mùa để mùa sau có trái ăn nha cô chú anh chị. Còn mãng cầu na hoàng hậu thì có ba chậu. Hai chậu này là 100. Riêng chậu này có hai giống dừa hoàng hậu, có hai cây phải hai giống, hai cây cho một chậu dừa hoàng hậu. Dừa Gefner, Green Gefner đang có trái là 101. Rồi em xin hết luôn ạ. Ở đây còn cây ly xà bự chà bá, gốc bự nè. Gốc bự nửa cầm tay nè, đang trái nè mà cô chú anh chị. Đây. Cái này hoa nhiều lắm nha. Đây là xuống đất nè, mùa này xuống đất là hợp luôn tại vì trời mát rồi này, cô chú anh chị. Thì cây có trái này chậu 15 ga lông này đẹp đẽ này, chậu xeo luôn. Tại vì nhánh nó không có quá đẹp, nó nhiều nhánh mà không có quá đẹp. Cây ly xà, cái này ly xà Pride á mọi người. Thì Châu nhìn trái mà ghép ra mình biết ly xà Pride á, thì cây này á ghép ở vườn nhà mà. Thì cây này Châu muốn để lại là on sale luôn. Ghép 2 năm mấy rồi, 140 nha mọi người. Cây ly xà Pride đang có trái nha. Cây cao khoảng 6 feet.
đó, nhiều tầng nhánh, cao nhánh cao nhất là cao gì nè, quá cao luôn. Còn cái gì nữa không ta? Còn một cây Lisa, Lisa này cũng cao, cần cây chống lên nha mọi người, đang đậu trái nữa nè. Lisa trong chậu 10 ga lông, có cái trái cũng lớn lớn rồi, đang đậu và có nhiều hoa, nó cũng bự tầm cỡ như vậy đó, nhiều nhánh nha, mà cái dáng nó không đẹp nha, nó ẹo ẹo đây, phải kiếm cây chống lên cho nó thẳng, mà cây này nó cũng được. Thì cây này thì Châu để lại 120 thôi, 120 Lisa đang có trái nha. Lisa thường ha, cái này Lisa đẹp, Lisa thường vậy đó, không phải Lisa Bright. Hình như sơ sơ vậy thôi nha cô chú anh chị. Còn em này ghép 4 giống đây, Dream, phần lớn phần nửa cây là Sihanouk, rồi Lisa Bright, rồi AP2. Đã có một chị đẹp ở OC rước em về rồi, cái này là sô sô đó, chị nói về trồng xuống đất rồi năm sau cho mình ăn trái luôn rồi. Mà mình nói giá xong mà chỉ bớt một phát là bớt 20%, mà chị nói chuyện mắc cười. Mình thêm tí nữa rồi mình bán cho chị luôn nha mọi người. Thì chị thấy chị nói chuyện phánh nì, lâu lâu thấy phánh nì vui rồi bán. Còn thường thường mình trả giá thì Châu cũng không muốn bán mấy, tại vì giá của Châu nó rẻ rồi, trả nữa thì không biết ra giá okay. Gì đâu. Cũng tối rồi, xin kết thúc video đây nha. Chúc cô chú anh chị buổi tối vui vẻ nha. Mấy cái trái mà Dr. White nè, lớn rồi, thêm 2 tháng nữa là chắc ăn được rồi. Trời lạnh lạnh á, lá nó chuyển sang vàng nha mọi người, mà cũng đừng có lặt nha, để cho nó tự nhiên, muốn rụng thì rụng thôi nha, không sao hết nha.